em nhỏ thân mến, hôm nay chị dâu Tây có bức hình của một chú ngựa đấy các em ạ. Chị và các em hãy cùng nhau tô màu bức hình này nhé. Chị sẽ tô thân của chú ngựa màu nâu nha các em. Còn bờm ngựa chị sẽ tô màu xanh lá nhé. Các em đã chuẩn bị bút màu của mình chưa? Chúng ta hãy tiến hành tô nào. Thank you.
thân mến, chị Dâu Tây đã hoàn thành xong bức tranh của mình rồi đấy. Nếu các bé thích bức tranh của chị thì hãy ấn nút like hoặc comment cảm nghĩ của các em nhé. Các bé hãy ấn subscribe màu đỏ để đăng ký kênh BBTV Kids và ấn vào những hình ảnh trên video để xem tiếp các clip tô màu tiếp theo. Sau đây chị sẽ hướng dẫn các bé nhé. Các bé hãy click vào đây. Vào đây nữa nhé.